cha dần hy tành cha sa thuần cha tần tần quê ba ra ma đúc ca rằng su ca ra ni a sa thu ni a ta nu a hi ta ni cha dần thuần về ba ra đúc ca su ca ra ni a sa thu ni Atanoahi tani cha yang vei tan cha sa thun cha làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối hưởng khó làm bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Sư ca ra ni a sa thu ni Atanoahi tani cha yang vei tan cha sa thun cha tang vei ba ra ma đung ca rằng su ca ra ni a sa thu ni Atanoahi tani cha yang yang vei hi tan cha sa thun cha tang vei ba ra ma đung ca rằng những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ em không, dạ ô, dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. À, kính mời chị. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, dạ con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng, vì cái máy con không có thấy rõ. Con kính đảnh lễ cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử, dạ con xin đọc và kệ câu pháp cú số 163. Số cá ra ni át xà thủ ni át ta nô a hi ta ni cha rằng quê hi tăng cha sa cha thùng cha tăng quê ba ra ma đúc khá rằng dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật và tối thượng khó làm. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn. Dạ đó là bản vị thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ Sukha rani asatuni Atthano anhitani chan Dân quê hi tăng cha sa thuần chan tăng quê pa rang mà đúng kha rằng su kha ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha rằng quê hi tăng cha sa thuần cha tăng quê pa ra ma đun kha rằng dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật là tối thượng khó làm. Dạ bản tịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ dễ thôi. Việc hay vậy, việc hay thật khó than ôi, việc lành việc tốt khó trời khó hơn. Và dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và dạ, kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Sức Tam Phương. Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, theo đồng hồ của con thì đã, con chào Sức Từ Mẫn. Sức Từ Mẫn ơi, có thể lên kệ kinh hay không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Su Khá ơi, Su Khá có thể
đọc kinh ngày hôm nay không chú Khá? Thì cho xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Hai gia. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, cảm ơn cô nghe Pháp. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào có thể đưa tay để ôn bài Pháp của kinh số 163? Thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Nam mô Bích Hai gia. Dạ, con không thấy bàn tay của Xu Khá. À, không thấy bài. Dạ, à, không thấy bài. À, dạ, à, mời tìm ẩn cứ cầm mic đi, sẽ có bài học liền à. Dạ, có thể cô ấy Minh hoặc là Rạng Đông hoặc là Nhật Bình sẽ post bài lên. À, mình chào sức trần đạo. Dạ, kính cảm ơn cô ấy Minh. Dạ, mời tìm ẩn ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con Từ Mẫn, con cúi đầu, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, quý chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Dạ, em kính chào sức như của anh và kính chúc sức khỏe sức. Dạ đây, sau đây con xin trả bài câu 163. Sukara ni asa thu ni atano ahita ni cha yang we hita cha sa hùng 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 cha tằng quê ba ra ma đúc kha rằng tu ca ra ni a sa thù ni a ta no a hi ta ni cha dằng quê hi ta cha sa hùng cha tằng quê ba ra ma đúc kha rằng su ca ra ni a sa thù ni a ta no a hi ta ni cha dằng quê hi tan cha sa đùng cha tằng quê ba ra ma đúc ca rằng dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Hòa thượng Thích Minh Châu. Một trăm sáu mươi ba, những việc xấu quấy đã làm, những điều tự hại lại càng dễ thôi. Việc hay thật khó, than ôi, việc lành việc tốt quá trời khó hơn. Hòa thượng Giới Đức. Dạ sau đây Từ Mẫn xin kệ. Sukarani asatuni attano ahitani cha yang we hita cha sa tu cha tang we bara madukka rang Sukarani asatuni attano ahitani cha yang quê hi ta cha sa thung cha tăng quê para ma đục ca răng su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha yang quê
dân quê ta xà thun cha tăng quê ba ra ma cu quê ba ra ma đục ca răng su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha chẳng quê các cha xác thùng cha tăng quê ba ra mà đục ca răng su ca ra ni a sa thu ni a ta no a hi ta ni cha dân quê tác cha thương cha tầng quê ba ra mà đúng cả răng. Dạ con tự mẫn con đã kể kinh xong, con kính tri ân quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn sư Nhật Quỳnh cùng quý sister. Dạ tự mẫn xin nhường mic là quý đạo hữu kế tiếp. Dạ mô tha nha. Dạ sa thú kính cảm ơn sức từ mẫn. Dạ mến chào tâm hạnh, mến chào sức rằng đông ai à, thích trần đạo năm ông bút thai. Dạ dạ sa thú lành thai. Dạ Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, cảm ơn Sích Trăng Đạo. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì con thấy đồng hồ con đã trễ hết 9 phút rồi. Dạ, con xin kính mời Đạo Tràng cùng với Nhật mình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư vắn tắt để cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ. Nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá nam mô ta sa phagawato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagawato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagawato arahato sambuddhassa đa hà sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Nhà con xin sám hối với đạo tràng ạ. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành tươi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh người khắp chúng ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 164. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bích Tha. Dạ, con tri ân sư. Dạ, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Hãy
Nam mô Bụt. Xin đã xin đảnh lễ chư tăng ni và kính chào quý Phật tử. Xin cảm ơn. Nói về cái chuyến của Nhật Quỳnh bên đó hay không? Các huynh đệ về đây hình như cũng ấy trả ngày để hỏi hết. À, nhưng mà sức khỏe đánh đổi thì công đức rất là quan hỷ khi mà tham dự cái lễ tụng kinh điển tại Bồ Đàng. À, để tiếp tục trong cái buổi học pháp về kinh pháp cú trong 163. À, xin nhớ là trước khi vào cái lời bài giảng thì là cái bài phân tích ngữ nghĩa Pali. Các vị có nghe rõ không? Dạ. Hôm nay do là đại đức phấn tang đại đức thực có đạt là 163. Quý vị, cái phần giảng về ngữ pháp Pali được biết là dựa theo cái quyển kinh soạn bởi đại đức Hiền học tại Sri Lanka. Cái câu pháp cú 163 được dịch nghĩa theo Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. À, sau này có một bản dịch của ngài Chánh Thân sư được biết khi mà cũng theo học tại Sri Lanka là những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là những việc làm dễ dàng. À, xin lỗi, 163 hay là 164 ạ? Dạ. 164. Ôn câu 163 nhưng mà học câu 164. À, như vậy là Đại Đức Pháp Tính có nó báo với sư trước rồi, nhưng mà tại do chắc là do sư hiểu lầm. Dạ, do Tịnh Đạt hiểu lầm. Trăm sáu mươi bốn thì những cái văn bản này nó có sẵn đây thì mình chỉ cần tham khảo. Chỉ cần tham khảo. 164. Dạ. Câu bản dịch châu là kẻ ngu si miệt thị, giáo pháp bậc La Hán, bậc thánh, bậc chánh, chính do ác kiến này như quả loại cây lao mang quả. À, và một bản nữa phải thăm đó là cái trên đá. Kẻ nào có trí tồi, nương tựa ác tà kiến, khinh miệt lời giảng dạy của chư thánh A-la-hán là những vị có đời sống đúng đắn, tạo ra kết quả đưa đến sự hoại diệt cho bản thân, tựa như những trái cây tre.
khi bỏ hoa kết thì lại chúng ta thấy là các bạn có cái từ vô năng tham tích cô sati mê nissa ba kẻ tội nương tựa ác tà kiến khinh miệt là dạy của chư thánh a la hán có đời sống đúng đắn. Cái tính năng ở đây thưa quý vị đã là từ có nghĩa là lời dạy dạy. Chúng ta thường một là sanh năng đó là nó ám chỉ cho cái giáo pháp này, tức là lời dạy của Đức Phật. Buddha sa sanh năng chữ rằng tiết tha tu nguyện pháp từ arahatang arahatang được dịch là cái vị kính. Cái từ arahatang ở đây thường được sử dụng trong văn bản Việt Nam đó là bậc a la hán. Sẵn đây sư cũng Tịnh Đà cũng xin lưu ý với đại chúng là cái từ Việt Nam sử dụng trong kinh điển có hai loại từ mà cần phải lưu ý, đó là cái từ phiên âm và cái từ dịch nghĩa. Cái từ phiên âm và cái từ dịch nghĩa nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Nếu như mà bị hiểu lầm sẽ dẫn đến là bị hiểu sai cái ý nghĩa của cái từ và giải thích một cách rất là tầm bậy. Cái từ A là cái từ phiên âm của cái từ Arhatan chứ không có cái nghĩa gì hết. Cái từ A-la-hán nó không có nghĩa, thưa quý vị. Mình đừng có dựa theo cái từ phiên âm mà giải nghĩa thì nó đi không biết nó đi về đâu. Ariyanang, Ariyanang là cái từ gốc là chữ Ariya là cao thượng, là cái từ thánh, chư thánh. Mình có cái từ hay sử dụng đó là Ariya Satchang. Ariya Satchang các vị có nghe quen không? Là thánh đế. Sự thật cao tột. Chattari Ariya Satchani là tứ thánh đế. Nó nằm trong cái từ này. Thamma chi vi năng. Thamma chi vi năng. Thamma chi vi được của hai từ là thamma và chi vi. Thamma thì nghĩa quý vị trong từ điển thì chữ thamma nó đến 9 hoặc là 10 nghĩa lận. Tùy theo trường hợp mà cái thăm má này nó có nghĩa như thế nào. Thí dụ ở đây có đại đức Đức Hiền có sưu tầm hai cái nghĩa đó là pháp, sự đúng đắn, chân lý. Ở chư chi vi vi danh động từ trong ngữ pháp Pali đó là một cái từ danh thành thành tí, một cái từ từ ám chỉ cái vị sự sống 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 chết mà động từ danh từ thì cái đời nghĩa vì sống đúng đắn là bậc chánh hạnh, là những theo lời dạy đồ ngữ sách
Đích thiền là ám chỉ cho cái việc thấy, nó từ cái từ gốc cái từ là dis, dissati. Mình hay có cái từ là passati cũng là thấy, nó cũng có từ căn căn gốc cái từ này ra. Nissaya là nương tựa, Nissaya là nương tựa. Nương tựa ở đây nó có nghĩa là cái từ nissaya này được bắt gặp trong cái việc xin y chỉ hay là nương tựa đó. Một cái vị xuất gia Sa-di cũng có cái việc y chỉ nương tựa nissaya cho cái vị thầy, là cũng bắt nguồn cái từ này ra. Ba biên là ác xấu. Asewana chapala năng banita chasi ba bi căn, đây cũng là cái từ ác xấu, mà asewana chapala năng pa lá cũng là ác xấu. Rồi cái câu thứ hai đó là pala ni katha ta i va atta kanya phan lati, tạo ra kết quả đưa đến hại diệt cho bản thân, tự như những trái cây trái tre. Cái việc này không biết là ở Việt Nam mình có cái trường hợp trái của cái tre hay không, thì Ngài Chánh Thân có chú thích thêm đó là khi được trổ hoa kết trái thì làm tiêu hoại cây tre, thường thì được nhắc đến đó là cái hoa, bông tre. Cái từ pha la ní ở đây á, nó là trái, là những quả, nhưng mà thật sự cây tre thì theo Tịnh Đạt được biết đó là cái hoa đó. Cái hoa mình hay dùng cái từ đâm hoa kết trái. Katakaseva katakasa cộng ý vác, nó là cái cây của cái cây tre đó. Thật sự ra cái phần phân tích ngữ Pali này, các vị có văn bản của Đại Đức Đức Hiền, các vị có thể tham khảo thêm. Thật sự đây đúng nghĩa là tham khảo thưa quý vị, chứ đi vào cách thức và nắm cái ngữ pháp để mà hiểu cái câu kệ ngôn này thì chính vì không dễ như vậy nó có một, nó mang rất là lớn khi và học một cái ly được thì dẫn rất là tai hại, đó là giảng theo cái nghĩa dịch nhưng không có ôm sát cái bản Pali. Một cái điều rất là quan trọng, và sư thấy Tịnh Đạt thấy là trong cái room làm được, đó là trước khi cái thời giảng là tham khảo cái bản dịch, bản dịch Pali. Ban đầu thì cái bản dịch này mình thấy, chúng ta thấy rất là khó để mà nắm bắt, rất là khó để mà hiểu về cái ngữ pháp cũng như là cái cấu tạo của cái từ ngữ Pali. Nhưng mà dần dà đó thưa quý vị, quen cái gì rồi cũng quen. Uống thuốc bổ thì nó không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Chúng ta học cái Pali, ít nhất là chúng ta đọc được cái lời dạy của Đức Phật. Cái lời dạy, cái ý nghĩa lớn là giữ gìn cái truyền thống và giữ gìn cái ý nghĩa không bị sai lệch, thưa quý vị. Có nhiều vị ý kiến là tại sao cần gì phải Bali, cũng giống như là tụng kinh, tại sao phải tụng kinh Bali, nghe không có hiểu. Không hiểu thì chúng ta học, nhưng mà
Với một cái thái độ như vậy thì cái văn bản Pali nó sẽ mai một dần. Và cái lòng tin của cái người theo học Phật á, nó bị giảm dần theo thời gian, vì chúng ta đọc không phải là cái lời chính thức của Đức Phật ngày trước nữa, mà chúng ta đọc qua một bản dịch một cái ngôn ngữ khác. Quay lại cái bài kệ kinh Kinh Pháp Cú trong 164, không biết quý vị có cảm giác như thế nào khi lần đầu đọc qua. Sư Tịnh Đạt, Tịnh Đạt có thể đoán được, quý vị nắm hiểu ý nghĩa của câu 164 này 7 đến 80%. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu có một cái lời dịch rất là trong sáng khi mà cái người đọc qua cái lời kệ này, qua cái lời dịch này nắm bắt ý nghĩa rất là nhiều. Kẻ ngu si miệt thị, giáo pháp bậc Hán, bậc thánh bậc chánh mạng, chính do ác kiến này, như quả loại cây lao, mang quả tự hoại diệt. Để đi vào cái lời giảng ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu duyên sự tại sao Đức Phật ngài nói cái bài kệ này. Và có một điều nữa về liên quan tới Kinh Pháp Cú. Bản Chánh Tạng. Chánh Tạng là sao thưa quý vị? Chánh Tạng là lời dạy chính thức từ Phật và được chấp nhận là chánh kinh trong Tam Tạng kinh điển, thì Pháp Cú chỉ gồm những câu kệ ngôn, tức là cái bộ kinh Pháp Cú 423 câu, nó rất là mỏng, nó rất là ít, 423 câu Pháp Cú. Nhưng sau này thì cái phần kệ ngôn đó mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa, khó có thể nắm bắt được, khó có thể đọc hiểu được. Thì các vị sau này, các vị chú giải sư lồng ghép bản chánh kinh và bản chú giải cùng nhau, và thỉnh thoảng chúng ta có thể bắt gặp cái bản Kinh Pháp Cú rất là dày, rất là nhiều, trong đó gồm có là bản chánh kinh, là những câu kệ ngôn và phần chú giải, và kể cả cái phần dịch giả cẩn đề. Thưa quý vị, có kệ ngôn này được Đức Phật ngài thuyết ở tại Cetavana Vihara, đề cập đến một cái vị trưởng lão tên là La Lát, cổ thì là Ca Lát. Tương truyền rằng trong Xá Vệ có một nữ ngày ngày hậu độ có cúng dường vật thực đến trưởng lão Ca Lá, biết là cho chính xác tận tâm tận tình, lại không có cái duyên để Phật. Cái duyên ở đây nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh, mà cái hoàn cảnh của bà này rất là éo le. Hậu độ cho một vị trưởng lão đệ tử nhưng mà lại không có cái duyên để ứng kiến Đức Phật, bởi vì cái vị đệ tử này, cái vị trưởng lão này sợ, thưa quý vị, sợ
Sợ cái gì? Sợ bây giờ á, nói theo cái tâm lý bây giờ, cái thời hiện tại đó, đó là sợ mất đồ chúng. Nói theo cái hiện tại cuộc sống của chúng ta bây giờ đó, là sợ mất cái người ủng hộ, mất cái người giúp đỡ. Nếu chẳng may cái người đó gặp một cái người tốt hơn mình, nếu chẳng may cái người đó gặp một cái người khéo hơn mình, nếu chẳng cái người đó gặp một cái người hiền lành hơn mình, vân vân, và mình sẽ không còn được cái sự hỗ trợ hộ độ chân tình nữa. Chính vì cái tâm lý này cho nên một phần bà kém duyên, một phần là do cái cản duyên của cái trưởng lão Ca Lá này. Nhưng cái gì, việc gì tới thì nó cũng tới. Danh thơm của Đức Phật tỏa khắp kinh thành, thì có một lần bà nghe được những cái thiện nam tín nữ gần kề lối xóm đồn đãi về Đức Phật. À, đồn đãi về Đức Phật. Bà muốn lắm nhưng mà bà không biết sao bà không dám đi. Không biết sao bà không dám đi. Chắc cũng một phần là hậu độ cho một cái vị này quen, quá quen rồi. Bây giờ bỏ cũng không được. Có thể chúng ta hiểu theo cái đời sống hiện tại nó cũng gần như vậy thôi quý vị. À, khi đến chùa, khi vào chùa hay là chúng ta học đạo đó. À, chúng ta nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà thật ra tâm lý là chúng ta quy y cái ông thầy. Cái ông thầy nào mà dạy đạo cho mình á. Đến đổi mà cái việc thân thiết và học đạo đối với ông thầy nó đến độ là không nỡ và không dám sửa lưng ông thầy, không dám nhắc khi ông thầy làm sai, mà phải bao che cho ông thầy đừng để người ta nói xấu. Và khi một một cái hoàn cảnh tốt hơn, hoàn cảnh để mà cái tâm thiện mình nó trau dồi được tốt hơn, thì cũng dám bỏ ông thầy. Đây là có trường hợp ở trong thời kỳ Đức Phật, mình chỉ đọc lại cái tích truyện thôi, nhưng mà trong cái đời sống hiện tại thì Tịnh Đạt chắc là quý vị đã gặp rất là nhiều. Và khi gặp như vậy, tùy theo mỗi người tự mình rút kinh nghiệm và tự mình khẳng định lý do tại sao mà mình đến với Phật pháp, và cái Phật pháp này nó giúp đỡ mình cái gì. Một điều mà sư muốn nhắn gửi đến toàn thể các quý vị ở đây á, đối với người học Phật, không phải là chúng ta tìm cái danh lợi, cái tiếng tăm, hay là tìm cái nổi bật. Và ngay cả cái việc mà chúng ta cầu nguyện được phúc lành, giải thoát, cắt đứt phiền não luân hồi, vân vân. Ngay cả những cái việc mà chúng ta cho là cao thượng cần phải làm, thì cái việc học Phật pháp đó, nó chưa hẳn là vậy. Đặt một đề, tại sao chúng ta phải học Phật pháp, tại sao chúng ta phải bỏ thời gian đi làm cả ngày mệt mỏi và tối lại lên trên đây. Cái một điều mà bản thân Tịnh Đạt muốn nhắn gửi đó là quan chức cái việc học Phật pháp, đó là cải
Nhưng mà là tránh chi kiến. Làm sao mà cái lời dạy của Đức giúp cái cuộc đời tuy là bây giờ không đủ sức để mà giúp đỡ, nhưng cái nhìn thấu cái đó hướng mình thì bị không bị lún sâu hơn nữa. Cái nhận thức đối với vị nó quan trọng cực kỳ. Cái việc làm các công nó sẽ giúp cái đời sống hiện tại được hanh và cái quả sẽ mang lại lợi ích đời này đời sau, nhưng vì cái phước nó cũng hết, nó cũng hết. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ. Xã hội hiện tại có nhiều người do cái phước báo không biết là họ may mắn như thế nào được công rất là lớn. Có thể là họ gieo những cái hạt phước báo may mắn đến những cái thửa ruộng phì nhiêu trong quá khứ, và ngay trong cái lúc này họ hưởng được cái quả lành nó rất là lớn về sức khỏe, về tài sản, về bà con quyến thuộc, vân vân, rất là tốt. Nhưng mà họ có một nhận định rất là sai, là tầm bậy, và họ không hiểu cái người khổ, cái người đói khát, và cũng không hiểu cái cuộc đời này nó phũ phàng, và họ không hiểu cái nghiệp báo. Thì phải nói là chúng ta đứng bên cạnh, chúng ta tiếc cho họ, bởi vì cái nhận thức, nhất là cái trải cải chánh kiến kiến thức đó, cải chánh tri kiến đó, mình nhận thức cái gì, mình nhận thức về về khổ não, về cái sự có rồi lại mất, có rồi lại mất. Cũng giống như khi mà quý vị nghe tin một quý vị sư, một quý vị thầy, một cái người thân, hay là chính bản thân mình bị bệnh, bị đau, bị già, thậm chí là không còn sống nữa, thì cái chánh kiến kiến thức đó, cái nhận thức đúng đó, là chúng ta không có quá là đau buồn. Và khi cái sự may mắn ở đâu tới, cái sự hanh thông cuộc sống nó giàu sang phú quý, chúng ta là người nhận thức được, chúng ta là người có cái kiến thức đúng đắn á, thì chúng ta cũng nghĩ những cái thứ này đây rồi nó cũng một ngày hư tàn, không có tồn tại mãi mãi. Và quan trọng hơn đó là cái nhận thức về nghiệp báo. Thực sự ra cái nghiệp báo, trăm ngàn cuốn sách, trăm ngàn thời pháp đã được giảng giải, giải thích. Nhưng mà có một cái điều đó là cái nghiệp báo, đa phần sư gặp, kể cả những vị xuất gia và những vị cư sĩ lâu năm, vẫn chưa hình dung được cái nghiệp báo là như thế nào. Vẫn còn kiến thức ở trên trang sách, vẫn còn kiến thức ở trên chi pháp, vẫn còn kiến thức ở cái việc dừng lại, ở cái việc là giải thích. Nhưng những vị đó chưa 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 hiểu cái nghiệp báo nó hoạt động như thế nào. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc, khi mà chúng ta biết cái Phật pháp, biết cái lời dạy của Phật là đúng đắn, nhưng mà lại không có nỗ lực, không có cái tinh tấn để mà trau dồi, thì đó là một cái điều đáng tiếc. Khi mà không còn sức khỏe nữa, không còn cơ hội nữa, thì chúng ta sẽ rất là
tiếc nuối cái cơ hội, tiếc nuối cái điều kiện mà chúng ta có thể trau dồi. Trở lại cái câu pháp cú đó, đó là kẻ ngu si. Kẻ ngu si ở đây á được ám chỉ cho là trưởng lão Ca Lá. Trưởng lão miệt thị cái gì thưa quý vị? Ông ấy nói là bạch Đức Thế Tôn, người đàn bà này rất là tối trí, không hiểu được diệu pháp thâm sâu, xin ngài đừng có giảng giải về chân đế quận xứ giới, ngài nói về bố thí trì giới cho nàng là đủ rồi. Ông này ông một phần là tâm lý rất là sợ mất cái người thí chủ, một phần là gào trước đón sau. Đức Phật thì ngài là cái ngài ngài đã hiểu rõ tâm lý của ông trưởng trưởng lão này rồi, cho nên ngài rất là bình thản. Ngài rất là bình thản, ngài mới nói cái một cái câu kệ là vô sa sanh năng hành tăng ariya năng tham ma chi vi năng patiko sati dumme tho dithin nisaya babikang phalani kanta kasewa atta khanyaya phalati. Những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu thiệt miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai, để tự mang lấy bại hoại giống như là cách tha thể sinh quả xong liền tiêu diệt. Một cái hình ảnh trong cái câu pháp cú này đó là cái cây tre. Cây tre chỗ bông là cây tre chết, cây chuối chỗ buồn coi như tiêu. Một cái phần chú thích thêm ở trong cái bản của ngài Thượng Tọa Pháp Minh Minh có ghi thêm cái phần chú thích đó là kẻ nào do sự tự tôn tự đại chấp theo tà kiến quấy ác, nghe ai nói chúng tôi sẽ thính pháp hoặc chúng tôi sẽ bố thí mà khinh chê, tức là kẻ ấy miệt thị giáo pháp của Đức Chư Phật, miệt thị các bậc thánh nhân và những bậc sống chánh mạng. Sự tà kiến của kẻ ấy giống như những trái của thứ cỏ lao có tên là chắc cách tha cách trúc về lũ sang cách tha cách cả, hễ cỏ lao này kết quả xong là tự hoại như thế nào thì kẻ ngu chấp theo tà kiến cũng tự hoại như thế ấy. Bởi thế còn có câu kệ rằng pha lăng quê ca đa linh hành tí pha lăng quê lung pha lăng nát lăng sắc ca rô ca puri sang hành tí gấp hồ á sa ta rinh gia tha tí. Quả thật trái chuối giết hại cây chuối, trái trúc giết hại cây trúc, trái lao giết hại cây lao, thay bào giết tài ngựa hay, cũng như sự tự tôn giết hại kẻ đê tiện vậy. Và cứu cái thời pháp đó, bà tín nữ bà đã đắc được quả Tu Đà Hoàn. Thưa quý vị, tất cả hội chúng thính pháp đều có sự lợi ích hết. Cuối cái phần giải thích chú giải kinh Pháp Cú thì có một cái bài dịch giả cẩn đề, tức là của ngài Pháp Minh, ngài tóm gọn cái phần duyên sự và cái ý nghĩa của cái câu Pháp Cú. Ngăn người đi thính pháp cao siêu, sợ bị bỏ rơi mất lợi nhiều,
Trưởng lão quên rằng chư Phật biết tâm mình bọn sẻn pháp và kêu: Phật dạy, kẻ ngu ác tự hào, dám khinh miệt pháp bậc thánh cao, rồi đây sẽ đến nơi tự diệt, như tha cách trúc ở bờ ao. Các quý vị thấy có nguy hiểm không? Nguy hiểm trong cái nhận thức, mà nhận thức cụ thể trong cái kinh câu chuyện pháp cú này là nhận thức của trưởng giả Ca Lá. Khi chúng ta đọc một cái chuyện ngụ ngôn, một cái tích, một cái câu chuyện châm biếm, hoặc là một cái kịch nói về mặt trái của cuộc đời, thì chúng ta hay có một cái nhìn khách quan, đó là không có thích cái hành động đó. Và nhiều khi có nhiều người còn miệt thị, có nhiều người còn chê trách cái hành động không có đúng đắn đó. Nhưng thưa quý vị, chính bản thân chúng ta cũng có những lúc rơi vào trong những cái trường hợp này. Cho nên bài học lịch sử là một cái bài học kinh nghiệm cho bản thân. Cũng giống như là người Phật tử đi chùa thường sẽ thích làm cái công đức như là bố thí, trì giới, vân vân. Nhưng lại không có thích hoặc là miễn cưỡng làm cái công đức như là từ thiện, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ kẻ cơ nhỡ, giúp đỡ kẻ đầu đường xó chợ, giúp đỡ kẻ khốn khó, vì nghĩ rằng công đức này nó không có đáng là bao nhiêu, và cái công đức này nó không có giá trị bằng cái việc chúng ta cúng dường cho Tam Bảo. Cái nhận thức này nguy hiểm. Nguy hiểm do cho bản thân của người, và nguy hiểm hơn là cản trở một cái người khác họ muốn làm. Mặc dù là cản trở bằng cái tâm tốt. Khi tâm thiện khởi lên, nó cần những yếu tố để mà tác thành cái quả lớn. Thứ nhất là vô trợ. Thứ hai là hợp trí. Thứ ba là thọ hỷ. Còn cái đối tượng để mà mình làm cái công đức, hoặc là cái đối tượng để cho cái tâm thiện khởi lên, thật sự thưa quý vị, ngay trong cái đời sống hiện tại nó không có quan trọng lắm. Theo kinh điển thì cái việc phân biệt đối tượng thí mang một cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng nhắc lại, mở ngoặc kép gạch đích, đó là trong cái thời điểm hiện tại, trong cái năm 2019 và sắp sửa qua 2020, thì cái việc đối tượng thí nó không còn quan trọng nữa. Theo bản thân, theo kinh nghiệm của Tịnh Đạt, mà quan trọng nhất cái tâm lý của cái người. Bởi vì xã hội người cái tâm lý thí rất là nhiều, và kể cả những người xuất gia tại gia, đi chùa lâu năm, nghe pháp mòn hết các băng đĩa, các mạng internet, vẫn được cái tâm lý thí. Vẫn không được cái tâm lý tốt đẹp trong cái việc bố thí hay là trì giới.
Các vị đừng có hiểu cái cách là làm phước được được phước nhiều đó, chúng ta cộng trừ nhân chia. Ý là chúng ta không có được cái tâm lý thí tốt đó, thì chúng ta lựa cái đối tượng tốt để mà nó cộng qua cộng lại. Không không không, cái việc mà cái việc nếu mấy vị hiểu như thế đó, đó thì chúng ta chưa hiểu về cái cách hoạt động của nghiệp. Mà đối tượng á, làm sao chúng ta biết được đối tượng đó là tốt, đối tượng đó là xấu? Hình thức không nói lên cái chất lượng. Hình thức không nói lên. Mà cái việc tác động có thể bản thân của chúng ta có thể tác động được, có thể phát triển được, có thể trong sạch được, đó là tâm lý thí của chúng ta. Khi chúng ta đã tạo được cái tâm lý thí tốt rồi đó, chuẩn bị được cái tâm thiện tốt rồi đó, thì bất cứ một cái đối tượng nào chúng ta cũng thấy hoan hỷ hết. Bất cứ một cái trường hợp nào chúng ta cũng đều sẵn sàng để mà cho cái tâm thiện nó phát triển. Và khi thấy một cái người nào đang và cần để phát triển tâm thiện, chúng ta không có cản. Bởi vì đó là một cái nhận thức đúng đắn. Bây giờ cho là chúng ta có cơ hội làm một thí chủ lớn trong một cái đại hội lớn, trong một cái đất nước lớn, tất cả đều lớn, nhưng mà tâm hồn chúng ta nhỏ bé. Nhỏ bé ở đây không phải là không có rộng rãi, mà tâm hồn nhỏ bé. Tiện nhỏ bé, chúng ta làm với cái lớn mà chúng cái tâm tính toán, chúng ta cộng với cái tâm sân si, chúng ta cộng với cái tâm khó chịu, chúng ta có cái tâm ác, chúng ta có cái tâm không ưa, không thích. Tất cả những cái công việc lớn đó nó chỉ mang một cái lớn nhưng mà không có cái ý nghĩa lớn. Có một ví dụ rất là đơn giản có thể, đó là cái việc mà một người trong túi có 100 ngàn, gặp một cái việc cần hùng để mà làm các công đức, thì cái người có trong túi 100 ngàn đó cúng 10 ngàn. Và một người thứ hai trong túi có 10 ngàn thì cũng gặp đi chung và gặp cái công việc y như vậy, cần phải sự giúp đỡ hùng nhau để mà làm các công đức giống như là đắp đê, cứu trợ, vân vân. Thì người này sẵn sàng bỏ một 10 ngàn mình có, hoặc là 5 ngàn trong 10 ngàn đó. Thì khi mà cái người nhận á, họ chỉ nhận tính trên đầu giá trị của đồng tiền, đó là cái người đầu tiên là hùng 10 ngàn, cái người thứ hai hùng chỉ 5 ngàn thôi, hoặc là 2 ngàn. Nhưng mà cái nội dung nó khác nhau hoàn toàn, thưa quý vị. Nội dung nó khác nhau hoàn toàn. Nếu mình tính theo phần trăm á, thì cái người thứ hai phần trăm lớn hơn. Ta hùng tới 50%, tức là 50% của tổng tài sản, và cái người đầu tiên chỉ hùng 10% của tổng tài sản. Bởi vậy cho nên hình thức không quan trọng bằng cái tâm lý. Xin hỏi trong đại chúng trong room mình, cái buổi giảng được kéo dài tới mấy giờ? Ồ, dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Là như vậy cũng là gần tới đến giờ để kết thúc cái bài giảng, cái bài chia sẻ. Thật sự ra đó là cái bài chia sẻ bản thân, kinh nghiệm bản thân
của Tịnh Đạt khi đi đó đi đây và gặp người Phật tử này, Phật tử những cái cuộc trò chuyện thì rút ra những cái bài học cho riêng Tịnh Đạt và xin chia sẻ với đại chúng chung rung. Còn riêng cái câu pháp cú này á, do là thật sự thưa quý vị, Đại Đức Pháp Tính đã báo trước cho Tịnh Đạt hay, nhưng mà khi mà lễ bái Tam Bảo và ôn bài á, thì Tịnh Đạt lại hiểu lầm đó là hôm nay chuẩn bị giải thích cái câu 163 và một câu 164 á, chỉ nhấn mạnh theo Tịnh Đạt hiểu một ý nghĩa, đó là mình cho tốt để sẵn sàng cái tâm thiện mình nó sẽ khởi, và cái tâm thiện mình sinh rồi khăn cản tốt để từ Đức Phật và phục sự cho Ngài, cho Đức Phật và chư Tăng, mà chỉ có mục đích là giữ riêng để hộ độ cho bản thân, bảo cả về cái con đường đúng đắn. Và chính vì cái sai đó dẫn đến một cái hậu quả cũng giống như là cây tre trổ bông trổ hoa, thì cây tre nó sẽ báo hiệu cây tre sẽ chết, giống như là cây chuối ra buồng thì báo hiệu cây chuối đã hết thời, hết khả năng sống. Và Tịnh Đạt xin kết thúc cái phần chia sẻ Phật pháp, chia sẻ đến quý đại chúng trong room kinh Pháp Cú chuyên đề. Và thưa quý vị, là Tịnh Đạt sẽ hứa với Đại Đức Pháp Tính tham gia vào cái room Pháp Cú kinh chuyên đề, cũng như là một phần nào đó chia sẻ với lại cái trách nhiệm của sư Huy Niệm đang bị bệnh duyên, chưa có thể vào lại để xin chung với room pháp cú cái chuyên đề của chúng ta, và xin nguyện cái tâm thiện khi chia sẻ Phật pháp cùng với quý vị, xin nguyện đến chư thiên chư thần, xin các ngài hoan hỷ với cái tâm thiện của tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều lắng tâm để mà hướng về Phật pháp. Xin các bà hộ hộ độ cho tất cả quý Phật tử, đại chúng tại room Pháp Cú chuyên đề và Đại Đức Huy Niệm được dũng mãnh tín tâm và luôn lúc nào an lành trong cái hào quang trong cái Phật, và nhất là cùng với Đạt nguyện cầu báo bảo hướng đến hương đại đức, cố đại đức tự lực vừa mới mất tại chùa 6 sáng, và cũng đại đức dù ở thế nào cũng được gặp Phật pháp và có một cái tri đẹp trên con đường xuất gia tích trữ ba la mật và cuối cùng đoạn trừ phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Như Quỳnh trở lại. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài Pháp Cú ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích và